ara. Đến rồi thì mời vào, lâu quá không nói nhau một lời chào. Từ ngày ở ẩn ta sống đời thơ thẩn, đã không còn lẫn quẩn với mớ thị phi nơi nào khơi mào. Ở ngoài kia rộng chuyện người ta cười nhạo, không thì cũng đấu đá người ca người xạo. Có những kẻ được tâm bốc quá nên cao rồi ngạo, tự mình xa rời đạo lý tạo tí gì căng đan nhạt nhẽo. Cuộc đời nhiều lần an giang bạc bẽo lạc quẻ, không hợp với nhiễu như của trần thế thượng tôn. Cái tôi vì cái tôi cũng chỉ cần thế, nên là về nhà sống cho nhàn, uống trà ngắm trăng bên đống tro tàn. Đêm là thằng này co ro vẫn hơn ngàn lần so đó, đối có to nhỏ mà tim trong rỗng vô vàng. Người khôn người đến chốn lao xa, yêu thì nhiều chuyện thì nhiều phiền, tiếng cười hôm trước hôm sau thoái chiều yên khỏi nghe mấy câu điều tiếng. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ chiều hiu, có vệt nắng hè chiều chiều ôm rạng che chiều chiều. Quá nhiều người mong được trường sinh trong khi vẫn còn lầm lẫn giữa được sống và tồn tại. Ta dựng một kết giới tách biệt với thối đời, thiên hạ cứ rối bời, ta giữ riêng tâm hồn dại. Cứ để họ tiếp tục tiếc một biến, định kiến thành mũi kiếm một nát không biết. Giờ biết lành lắm mình ra ngoài đó dành hết một tiếng lành, còn ta về làm nhạc với rắn thần Dương Tiến Thành. Ái giờ đồ hội thì thành lắm cũng chán, mưa sông sấm chớp rồi cũng sáng trời thoáng. Đảng ta không thấy chán, nạn sớm đã chẳng còn gì đáng phản kháng nữa, không cần phải ráng phán đoán nữa. Nếu vật chất danh vọng là chính yếu thì xin kêu cửa ra bên kia kìa mắt ta nè. Người con người đến cho lao xa, yêu thì nhiều chuyện thì nhiều phiền, tiếng cười hôm trước hôm sau thoái chiều yên khỏi nghe mấy câu điều tiếng. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ điều hiu, có vệt nắng hè chiều chiều ôm rạng che chiều chiều. Một mai một cuốc một cần câu, đơn giản thơ thẩn giàu ai vui thú nào. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trong lao sao. Thù ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao, rượu đến bóng cây ta hãy uống, nhìn xem phú quý từ chim bao. Cứ để họ hoan hỉ ở cái chỗ đấy, không cần thiết mình phải chỉ cho họ thấy. Ai rồi cũng mua được một mối bình yên, đôi khi là ở nơi khiến họ cò gáy. Cứ để họ hoan hỉ ở cái chỗ đấy, không cần thiết mình phải chỉ cho họ thấy. Ai rồi cũng mua được một mối bình yên, đôi khi là ở nơi khiến họ cò gáy. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, còn người khôn người đến chốn lao sao. Pepsi vị chanh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Rapper chọn Rap Việt, Rapfan chọn Vion. Từ ngày 29 tháng 8 năm 2023, Rapfan sẽ được xem độc quyền và chọn bộ 3 mùa Rap Việt trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.